Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Em dân ở Nhật nội địa. Hôm nay em lại có một chút thời gian, em lại lên cho các bác mẫu tủ lạnh. Thì em chuyên về hàng Nhật nội địa vì có tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, lọc không khí hay là hút ẩm, nồi cơm, máy lọc nước, quạt. Thì anh chị em nào quan tâm đến mẫu sản phẩm nào thì có thể là qua xem trực tiếp nhé. Hôm nay em sẽ quay cho các bác con tủ lạnh. Con này có thương hiệu của nó là tủ Mitsubishi. Đây các bác, Mitsubishi này. Mitsubishi ạ. Con này nó là phím hoàn toàn là cảm ứng nha các bác, phân khúc tầm trung. Đấy, tủ mặt sơn phay nhưng mà nó sản xuất con này là phân khúc VIP của tủ Mitsubishi. Con này có dung tích là 570 lít, tủ 6 cánh 5 ngăn hoàn toàn độc lập. Đấy, các bác nhìn cái mặt sơn phay của nó là phay xước nha các bác, nhìn là nó khá là đẹp. Nó là mặt inox. Anh chị em nào mà đang quan tâm đến mẫu tủ lạnh dùng cho gia đình từ 3 đến 10 người thì có thể là tham khảo qua mẫu này nhá. Con này có Mitsubishi, tủ 570 lít, có đầy đủ các tính năng này, có ngăn đông mềm này, ngăn đá viên này. Đấy, hàng này em đã test khá là ok rồi. Con này thì đây là cái khoang mát đó các bác nhé, khoang mát nó này, em đã quay cho các bác khoang mát. Khoang mát nó ở trên này nó có một cái ngăn ướp lạnh nữa thì các bác có thể để đồ ở đây. Cái khoang này thì các bác có thể điều chỉnh được ngăn nhiệt độ của nó nhé. Nhiệt độ của nó từ 0 đến khoảng 2 độ. Đấy, ngăn lạnh sâu để mình ướp lạnh thì nó sẽ tốt hơn trên khoang mát này. Khoang mát này thì các bác để các cái đồ như chai lọ nhỏ bia rượu và những cái đồ khô ở bên cánh cửa này nhá. Hay là mình để các cái đồ chai lọ nhỏ thực phẩm chín, đồ thức ăn thừa đều để ở trên ngăn mát này. Đây là cái bình nước làm đá rơi đá viên đây. Khi mà các bác cho nước vào đây thì đá sẽ tự động nó sẽ rơi xuống đây. Thì em đã test đá nó đã rơi rồi. Con này đồ lạnh nó khá là ok. Anh xem nào quan tâm thì có thể alo ạ. Đây là khoang ngăn đông nó này. Ngăn đông này thì các bác để các cái đồ như là thịt cá, gà, hải sản ăn trong vòng cấp đông trong vòng 1 tháng nhé. Đấy, còn cái ngăn đông mềm này, ngăn đông mềm này thì các bác để các cái đồ như là cả một con gà hay là vài cân thịt bò mình ăn trong vòng 1-2 ngày thì các bác đặt trong cái chế độ đông mềm thì nó âm từ 3 đến 7 độ. Thế nó giúp cho bảo quản cho cái miếng thịt của mình hay là đồ thực phẩm của mình nó sẽ luôn luôn ở chế độ đông nhẹ và nó không bị mất gì cái chất dinh dưỡng ban đầu. Đấy là cái chế độ ngăn đông mềm của Mitsu. Cái đấy là độc quyền của Mitsu rồi các bác ạ. Đông mềm của nó là rất đấy. Hàng về thì em chưa cọ rửa, chưa vệ sinh nhé. Nên các bác nhìn tất cả những cái vết bẩn bẩn này thì hàng nó chưa lau chùi gì cả. Chưa lau chùi gì thì em đã cắm test ok rồi thì em mới cho vệ sinh. Đấy, ngăn rau cuối cùng thì có hệ thống tạo vitamin LED cho rau để giúp cho rau củ quả là tươi lâu hơn. So với tủ thông thường thì hàng Nhật này mấy tủ Mitsu này nó sẽ là giúp cho rau bảo quản tủ rất lâu nữa các bác. Anh chị em nào mà quan tâm đến mẫu tủ lạnh Nhật mà thương hiệu Mitsubishi thì các bác có thể là alo cho em qua số điện thoại là 0937445330. Số đấy em dùng Zalo luôn. Các bác nào ở Hà Nội thì có thể qua xem trực tiếp tại địa chỉ là số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội. Đấy, hông sườn rất đẹp luôn các bác ạ. Con này 570 lít nhé. 570 lít này thì bên em đang bán giá là 25 triệu. Đấy là tủ Mitsu đời cao. Ngoài ra là bên em còn những con tủ Mitsu mặt phay thường thì giá nó khoảng tầm độ 18 đến 21 triệu. Con này mới dung tích là 570 lít nha các bác. Đây 570 lít đây, khá là lớn. Con này nó dung tích ngăn đông nó là 144 này và dung ngăn đá rơi là 32. Tổng ngăn mát nó là 426, một năm tiêu thụ hết khoảng 200 kW điện và công suất tiêu thụ điện ngày là 93W, sử dụng điện 100V, công suất xả đá là 230W. Đấy, sử dụng ga R600A. Con này nặng hơn 100 cân, 110 cân đi. Kích thước của nó là rộng 65, sâu 70 và cao 1m82. Đấy là kích thước của tủ Mitsu. Con này thì bên em đang bán giá là 25 triệu nhé, bảo hành 15 tháng, hàng cam kết bao ship nguyên bản 100%. Các bác quan tâm thì có thể alo. Hàng thì chất đẹp luôn, chất đẹp. Con này sản xuất 2020 các bác. Hàng thì chất thì cực kỳ đẹp nên là các bác yên tâm. Thì em mới về được lô này về được 3 con như thế này, một con 520 lít và một hai con 570 lít và mấy con một con 620 lít. Thì con 620 lít là tủ cảm ứng như kiểu mặt bo nhá các bác. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì có thể là qua xem nhá. Em ở địa chỉ số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội. Các bác nào ở xa thì có thể nhắn tin qua Zalo cho em qua số điện thoại là 0944990053 hoặc là 0937445330 thì em sẽ gửi tư vấn thêm.
em miễn phí ship trong vòng 100 cây nhé, nên các bác yên tâm khi mua hàng, muốn em bảo hành tại nhà và bao test trong vòng 3 tháng đầu. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.